thời gian gần đây, nước hoa vùng kín đã không quá xa lạ đối với chị em phụ nữ. Đây chính là thứ vũ khí lợi hại của phái đẹp giúp người dùng trở nên quyến rũ, gợi cảm trong mắt chồng hay người yêu hơn. Hiện nay dòng sản phẩm nước hoa vùng kín Dionel cũng đang làm mưa làm gió trên thị trường khá nhiều. Hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu kỹ về dòng sản phẩm này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Dionel Sheet Dịch Lớp chính là sản phẩm chuyên biệt dùng cho vùng kín. Dòng nước hoa này được sản xuất tại Hàn Quốc và có tác dụng làm sạch, cũng như tạo mùi thơm cho cô bé. Thành phần chính của nước hoa được chiết xuất bởi các thành phần từ thảo mộc thiên nhiên. Chúng hỗ trợ cô bé tạo mùi hương nhẹ nhàng và loại bỏ những vi khuẩn gây hại. Hiện nay dòng nước hoa này có 3 phiên bản chính với những mùi khác nhau. Cụ thể như sau. Dionel trắng được chiết xuất từ xạ hương trắng tạo ra hương nhẹ nhàng thoang thoảng. Dionel màu xanh là sản phẩm mang đến mùi thanh mát và giúp khử mùi cực kỳ hiệu quả. Dionel đen mang đến cho người dùng một cảm giác huyền bí đầy mê hoặc. Đồng thời với chiết xuất từ các thành phần hoàn toàn thiên nhiên ví dụ như tinh dầu hoa anh thảo hay chiết xuất hoắc hương, nước hoa vùng kín Dionel Sheet Dịch Lớp an toàn đối với mọi loại da, nên các nàng cứ yên tâm và sử dụng nhé. Nước hoa vùng kín Dionel hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán nước hoa vùng kín Dionel hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.